Em xin kính chào tất cả anh em nhé. Hôm nay bên Giang Nam Audio xin phép giới thiệu với anh em một cái bộ phối ghép tầm trung nhưng mà rất là hay anh em nhé. Em hiện tại đang phối ghép một cặp loa có model là BNV Đức. Model của nó là CDM1. Loa được sản xuất tại Anh. Với cái cặp loa này thì rất nhiều anh em chơi audio đã trải nghiệm rồi và luôn luôn nó được đánh giá rất là cao. Đấy, và hiện tại em đang phối ghép với nó là một con âm ly Musical A100. Cái dòng âm ly này là nó là thuần Class A anh em nhé. Nó chạy Class A và tiếng nó mộc mạc chi tiết y hệt như là âm ly đèn ấy, nó hay tương đương với những con âm ly đèn đắt tiền đấy. Và con âm ly này cũng sản xuất tại Anh luôn anh em nhé. Và sau đây em sẽ đi vào test chất âm để anh em nghe thử đánh giá.还有一位老船长。